chào mừng các bạn đến với mùi hương của bạn. Các bạn nhớ là chữ bạn là mình có dấu ngoặc kép nha. Thì cũng lâu rồi mình không có làm một cái video nào hết về nước hoa. Thì cũng đợt vừa rồi mình cũng định làm lại á, thì cũng vừa lúc đó tự nhiên có một bạn trên YouTube cũng nhắn là những cái video của mình làm cho bạn ấy vui á, kiểu vậy. Thế là mình càng có thêm động lực để mình làm tiếp. Thì những video của mình thì nói chung là vui chơi thôi, có thể giúp ích được cho bạn, các bạn thì nó tốt, hoặc là các bạn có thể thấy nó có ích hoặc các bạn có thể mua các sản phẩm nước hoa của bên mình thì cũng ok luôn, hoặc không mua cũng không sao hết. Mình làm với mục đích là chia sẻ trải nghiệm với các bạn xem, bạn thấy vui thì ok rồi ha. Thì hôm nay mình có một cái chủ đề có thể nói là khá là gì đó, mình từ gì hay hơn ha, khá là hợp trend á, tức là cũng gần 20 tháng 10 rồi thì có thể mấy bạn nam sẽ phải kiếm một số set quà để tặng các bạn nữ kiểu vậy, hoặc có thể là các bạn có thể tự thủ nhiên cho chính mình. Thì mình thì cũng vậy thôi, và tới cái dịp này á, tự nhiên mình cũng kiếm một số set nho nhỏ, thì mình mới nảy ra ý định làm cái video này để giới thiệu với các bạn một số cái set vial của một số hãng nước hoa để mấy bạn có nhiều cái chọn lựa hơn khi mà mua quà. Tại vì cái thứ nhất là nó rất là đẹp sẵn rồi, nó đẹp sẵn rồi, mấy bạn không cần phải suy nghĩ làm thế nào để cho nó đẹp gì hết, hãng đã nghĩ cho mấy bạn hết rồi. Cái thứ hai là hãng đã làm cho nó vừa nhỏ gọn có thể mang đi rồi, và hãng cũng đã thiết kế nó như là một cái món quà luôn rồi. Có thể mấy bạn muốn muốn làm cho nó đẹp hơn, lung linh hơn theo ý mình thì có thể mua hộp quà gắn thêm hoa nữa, tí nữa mình cũng sẽ giới thiệu cho bạn luôn. Thì cái set đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là đây, Penhaligon. Có thể mình phát âm nó không đúng lắm ha, để các bạn thông cảm ha. Đây, thì mình sẽ unbox cho các bạn xem luôn ha. Mình nói thật với mấy bạn, mình cũng chưa có unbox lần nào hết á. Thì mình unbox cho các bạn xem thật luôn ha. Set này thì gồm 10 mùi ha. Cái danh sách mùi á, thì mấy bạn thấy nè. Tất cả các mùi này mình cũng chưa thử luôn. Mình đánh tí mình unbox cho mấy bạn xong mình cũng sẽ thử, và có thể mình sẽ review về cái nhà này ha. Ok, đây là nguyên siêu. Tí nữa mấy bạn sẽ thấy được cái bên trong như thế nào. À, ở đây có dán bên keo nè. Mở cho mấy bạn coi ha. Nó hơi cứng, mới mà. Rồi, đây. Nói chung một thiết kế khá đẹp ha. Mấy bạn chỉ cần đem tặng là được rồi. Và nếu mấy bạn là người chơi nước hoa á, thì cái vấn đề bio nó cũng khá là quan trọng đó. Các bạn không thể play by, tức là bạn mua một cái mùi bạn xem trên mạng, bạn xem ai đó review mà bạn chưa từng thử mùi á, thì gọi là play là mùi á, thì nó sẽ có cái thú vị của nó, nhưng mà nó cũng có một cái không thú vị, đó là có thể mùi nó không hợp với bạn. Nên các hãng người ta đã làm những cái bio như vậy, những cái mẫu thử như vậy của hãng luôn để mấy bạn thử xem nó như thế nào. Đó, mấy bạn nhìn này khá là đẹp ha, xanh đỏ tím vàng, có đầy đủ các mùi luôn ha. Thật ra không phải đầy đủ, nhưng mà hãng đã chọn ra những cái mùi có thể là best seller rồi đó. Ok, đầy đủ các mùi nổi tiếng ha. Rồi, xong hãng xinh nhất ha. Quên mở chữ này cho mấy bạn coi. Có giới thiệu với các mùi nè. Tuyệt vời ha. Ai quen đây nữa đó. Bạn này cũng có nè. Hãng này thì nó làm theo concept là thú ha. Mà cũng khá là quý tộc của anh đó. Mà nói đến thú, mình nhớ đến cái nhà nước hoa là Sulugit, cũng là sở thú đó. Có duyên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau ha. Rồi,
Để tạm tạm gác lại ha. À, để bạn vào đây ha. Rồi nhà thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn là FM ha, Ferret Mail ha. Thì đây là cái set gồm 6 mùi, mỗi mùi 3,5 ml nè. Một cái đặc điểm của nhà FM là không có siêu nha. Các bạn mua FM mà có siêu thì nên xem lại. FM làm đặc biệt không có siêu, nên không phải bóc siêu mà là unbox thôi. Không phải unbox luôn, mở đó thôi. Mặc dù đơn giản nhưng nó vẫn tác lên cái vẻ theo ta sang trong đó ha, mà không thể định nghĩa được sang là như thế nào ha, chỉ thấy như vậy thôi. À, cũng có một cái giới thiệu của hãng này. Thôi dừng ha. Đúng là mỗi nhà mỗi vẻ ha, lật cái này lật cái hãng này ra lại thấy một cái vẻ quý tộc, một cái vẻ sang, nó lại cái kiểu khác nữa, nó không phải giống như Ben Halligan hồi nãy ha. Nó có chất phép gì trong đó đó. Thì đây gồm 6 mùi là Candle Flower nè, Earth Magnolia, Antasan, Lipstick Crow Son Hồng, Mert Ravenger và Portrait of a Lady. Có dịp mình sẽ review sau, nhưng mà với set này thì mình thấy nó cực kỳ, nói về cái design cho nó đến mùi nha, thì nó rất là tinh tế ha. Và đơn giản, nó cực kỳ đơn giản, nó không có gì hết nhưng mà nhìn vô mình vẫn thích. Cái hay là vậy đó. Ok ha, để xem cái giấy này là gì ha. À, ở đây là giới thiệu sơ qua về thành phần ha. Thành phần của các mùi bằng tiếng Anh. Cái này là tiếng Pháp ha. Tiếng Pháp hay sao á, tiếng Pháp. Đúng rồi. Đây. Bạn mùi ha. Có thể mấy bạn biết tiếng Pháp thì mấy bạn tham khảo sau ha. Rồi ok, xong nhà thứ hai ha. Chạy vô lại. Set này là mới hoàn toàn nha mấy bạn. À quên, để mình tự nhiên lại nhớ ra, để mình héo ra một chai để quay cận cảnh coi coi nó như thế nào ha. Đây, đây là Portrait of a Lady, chân dung một cái bè ha. Đó, rất là đơn giản nhưng mà đẹp, mà cũng không thể định nghĩa được như nào là đẹp, chỉ biết nó là như vậy thôi. Mình cũng tạm gọi là đẹp thôi nha, tạm gọi cái cảm giác đó thôi nha, chứ cũng không biết nha. Rồi vòi xịt, đúng là bật tray vào đây thì không rất là mặt nha. Ok, đóng lại vẫn sang như lúc như chưa từng unbox. Ok, xong nhà thứ hai ha. Rồi nhà thứ ba, Birado. Với set này thì có thể nói là đơn giản nhất trong ba nhà nãy giờ mình review ha, mình unbox ha. Chỉ có trắng với đen thôi, nhưng mà nhìn vô là thấy sạc và thấy thích, cũng không thể định nghĩa được. Nó rất là đơn giản, nó chả có gì hết, mà nhìn vô mình thấy nó rất là sang và rất là thích. Đây. À, rồi bây giờ mình sẽ unbox ra xem bên trong nó như thế nào ha. Mình chưa có xem bên trong như thế nào hết, nhưng mà mình nghĩ nó cũng đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nhìn vô cũng thích à. Rồi tháo siêu ra. Cần xếp đóng hộp cũng y như chai 50 ml 100 ml nha, cũng siêu. Bên ngoài lột ra đây, rất là đơn giản nhưng mà lại rất là tuyệt vời. Không có gì hết, chỉ có trắng đen. Đây là Pirado đúng không, đây là chữ Pirado phải không? Đúng rồi, Pirado. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho mấy bạn xem ở trong như thế nào ha. Wow,
có trắng với đen thôi. Và cái màu chút mình nhìn cái màu chút là bạn cảm thấy nó trong sáng rồi. Trong suốt rồi. Và mùi hoa nhìn nói thật là cái mũi mình nó chưa có ngửi cái mùi hương, nhưng mình đã cảm nhận cái hương thơm ở đây rồi. Khi mà mình nhìn vô á, thấy nó thơm rồi. Và không có gì hết nha. Với mỗi ống như vậy á, để mình đặt một cái như thế này nè. Sản làm rất là chắc chắn nha, nó rất là dày nè. Cái thủy tinh thì rất là dày. Ống như vậy là 12 mm nè. Trong trẻo sang trọng. Ba mùi là gì ta? Để mình lật lại xíu nha. La tulip, planchet với rau of Norman Plant. Thực sự thì nếu mà mình có mua tặng quà thì nếu mà nước hoa thì mình sẽ mua những cái set này. Mình thừa hưởng những cái sự tinh tế của hãng luôn. Đó. Và sau đó mấy bạn có thể sáng tạo ra, mấy bạn có thể bỏ hộp quà, mấy bạn có thể thêm hoa vào hộp quà hay gì đó từ mấy bạn. Đó. Thì đối với mình thì nó là vậy thôi. Cũng là đơn giản mà. Ha. Đó là mình nói khía cạnh là mấy bạn tặng quà. Còn đối với khía cạnh là một người chơi á, thì thú thực với các bạn là hồi xưa á, là mình không mua những set như vậy. Đến gần đây mình mới nghĩ tới mua những set như vậy thôi. Hồi xưa là mình có muốn thử người mới á, thì một mình chơi với bạn á, thì mình thử của bạn, thì bạn thử của mình, và mình gọi là đi thử cái thẩm mùi. Hoặc á, là mình sẽ mua nước hoa chiết, mình chiết 1 ml 2 ml thôi thì mình ngửi, thì nó cũng là một cách chơi, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà gần đây á, thì tự nhiên mình lại thích cái độ thưởng thức cái sự tinh tế mà các hãng nước hoa người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Chỉ là vấn đề là mình có nhận ra hay không thôi. Hồi xưa mình không nhận ra, có thể mình sẽ trả một cái giá cao hơn khi mình mua nước hoa chiết có thể rẻ hơn gấp 2, gấp 3 lần, chỉ bằng giá cho bằng 1/2 hoặc 1/3 so với mấy bạn mua những cái set như vậy thôi. Hay là mình nói thật, có thể về mùa nó không có thay đổi gì hết á, nhưng mà khi mấy bạn mua, khi đây là một cái điều mà khi mà mình bắt đầu mình mua những cái set chiết như vậy, những cái set vai chính hãng như vậy á, mình mới nhận ra á, đó là hãng ngoài cái mùi hương ra, mình sẽ còn kế thừa được cái sự, mình sẽ thừa hưởng cái sự tinh tế của hãng đó. Nó ví dụ như Bidado này nó rất là đơn giản, nó chả có gì hết á, nhưng mà khi mở ra mình cảm giác được cái sự tinh tế, cái sự cái điều gì đó mà hãng người ta muốn gửi gắm vào, mà chỉ có khi mình cầm tận tay, mình sờ vào, mình sử dụng thì mình mới thấy thôi. Còn mà mấy bạn coi clip như của mình nói, nhiều khi mấy bạn cũng không có cảm nhận được, mà không có biết được, thì sử dụng trực tiếp, sử dụng một cái set như vậy nè, mấy bạn mới cảm nhận được cái sự tinh tế mà cái nhà làm hương người ta gửi gắm vào. Có thể nhiều người sẽ nói là không hợp lý khi mình chấp nhận trả một cái giá gấp 2, gấp 3 lần để mình sở hữu cùng một mùi hương. Thì mình cũng nói ngược lại là mấy bạn chơi mùi hương hay chơi bất cứ cái gì theo mình thôi nha, thì mấy bạn thích cái cảm giác thì mấy bạn dùng nó thôi, đúng không? Và tiền thì ví dụ tiền chỉ là cái phương tiện để các bạn có cái cảm giác đó. Thì cái điều này mình cũng mới nhận ra và mình thấy nó chính xác. nó cũng không quan trọng bằng khi bạn có cái cảm giác đó nha. Và mình còn muốn nói nhiều hơn nữa, thông qua mùi hương á, mình cũng muốn nói nhiều hơn nữa cơ. Nó không đến, nó cũng chưa đến cái nó cũng chưa dừng lại cái mức độ cảm giác đâu, nhưng mà mình chưa có nói được tới sâu hơn nữa, mà cần mình phải trải nghiệm. Có thể đủ duyên thì mình sẽ nói sâu hơn về mùi hương, rồi về cái cảm nhận, cái đằng sau đó nữa. Mà trong khuôn khổ của cái video này thì mình cũng không có nói xa, nó xa xôi quá được ha.
Rồi, cuối video thì cũng muốn giới thiệu với các bạn một nhà nước hoa nữa, đó là John Malone. Hãng này cũng không làm siêu luôn. N với hộp là của hãng mình tự thắp, cũng không có siêu, mình tự cột vô thôi. Ở trong này mình có trang trí này, nó bị ấy hả, trong này mình có trang trí thêm hoa nữa, hai chỗ đó. Đó, trí thêm hoa nữa cho nó đẹp ha. Thì đó cũng là một cách, nếu mấy bạn muốn tự làm mình vui vẻ hoặc là mấy bạn muốn tặng mọi người thì có thể John Malone cũng là một lựa chọn. Rồi, kết thúc thì mình cũng cảm ơn mấy bạn đã theo dõi ha, và để lại comment để mình biết cái chủ đề mình làm, cái video mình làm nó hữu ích, và nó có điều gì mà mấy bạn muốn mình nói hay mình chỉnh sửa gì đó thì mấy bạn có thể comment vô, mình sẽ tiếp thu và mình sẽ làm những video tiếp theo nó phù hợp hơn ha. Rồi, cảm ơn mấy bạn nhiều ha.